Giải phóng. Nhật ký Phạm Trọng Thủy. Giọng đọc Hải Yến. Số 15. Ngày 13 tháng 2, Z12, tức tiểu đoàn, tiếp tục nhận tù cho đủ sự phân bổ. Đến chiều tối, cánh mình D1, E28 sẽ nhận 2 xe ô tô bằng 71 người, thì trời vừa tối mà ngoài sân bay cũng hết tù. Vấn đề là ngày mai tiểu đoàn mình sẽ tiếp tục nhận tiếp. Đêm nay, mình sẽ ngủ ở nhà để chờ ngày mai có chuyến đầu tiên ở ngoài đó chở tù vào, thì mình sẽ theo xe đó ra sân bay. Ngày 14 tháng 2, chờ mãi đến trưa không thấy xe ngoài sân bay chở tù về, mà ngoài sân bay, máy bay vẫn bay lên bay xuống liên tục. Đến quá trưa, bộ phận Anh Long ở ngoài đó đi bộ về hết, với lý do là có lệnh mới. Lệnh mới đó là Trung đoàn 28 không tổ chức một tiểu đoàn nuôi dưỡng tù chính trị trở về nữa, mà tổ chức bàn giao lại cho đơn vị bạn tất cả và giải tán, Khung trở về trung đoàn gấp để nhận nhiệm vụ mới. Thật lòng, anh em Khung cũng rất mừng, mặc dầu công lao bỏ ra xây dựng nhà cửa cũng khá lớn. Ngày 17 tháng 2, sáng nay toàn bộ Khung tiểu đoàn nuôi dưỡng tù chính trị hành quân trở về chỉ huy sở trung đoàn, đường đi theo hướng Tây Bắc Lộc Ninh, chặng đến nghỉ lại nấu cơm ăn trưa ở bờ sông Sài Gòn, rồi sẽ đi tiếp. Tới tối thì đến Phum Song Khum và Cờ Đong. Toàn đơn vị ngủ lại đây qua đêm. Chỗ nghỉ là khu vườn cau khá rộng. Anh em buộc võng từng cụm, tiện cho việc canh phòng. Một đêm gió mát, trăng rất sáng, lại đúng vào cái đêm dân địa phương ở đây kéo về ùn ùn dự lễ làm phước ở chùa. Tiếng trống múa hát mãi đến 3 giờ đêm mới giải tán. Ngày 18 tháng 2, mờ sáng đã hành quân dọc theo lộ 7 đi về hướng Tây Nam qua Cà Chay, Mi Mốt. 19 tháng 2, đạp xe lên Mi Mốt mua sắm một số đồ lặt vặt. Thật may là bán được cái áo vest mà anh đoàn cho với số tiền là 500 ria. Mình có ghé thăm tịch, liên lạc đại đội trước đây kiêm phiên dịch với bố là người Hoa, mẹ là người Việt. Không gặp tịch ở nhà, liền vào nhà có bố tịch. Qua tiếp xúc, bố tịch tỏ ra rất quý trọng mình và có nhiều hứa hẹn với mình. Lúc quay về có gặp Ngọc, Ngọc đang ở đội điều trị. Ngày 20 tháng 2, trạm T23 đoàn hậu cần 220, ngủ qua đêm, thức dậy lúc 3 giờ, nấu cơm ăn rồi hành quân tiếp. Loanh quanh theo nhau đi đường mới để cho gần, gần đâu chẳng thấy, thành ra xa mất đến 2 tiếng. Trên đường qua Cà Tum, thấy dân ở đây chân ướt chân ráo vừa mới ở xa về và đang chuẩn bị đất làm nhà, làm ruộng trên mảnh đất hoang tàn, không còn dấu tích lành lặn của xóm làng cũ nữa. Ngày 21 tháng 2, đêm nay về tới trung đoàn, nơi ở đang được xây dựng và củng cố bên bờ sông. Hôm nay, đài phát thanh liên tục đưa tin Quốc hội khóa 4 họp lần thứ 3 tại Hà Nội, bàn về kiến thiết đất nước sau chiến tranh, tăng cường đoàn kết đấu tranh để giành thắng lợi cuối cùng, thực hiện lời di chúc của Hồ Chủ tịch. Hiệp định chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Lào được ký kết vào 11 giờ trưa nay và giờ ngừng bắn có hiệu lực vào 12 giờ trưa ngày 22 tháng 2 năm 1973. Ngày 22 tháng 2, hôm nay được biết chính thức mình về đây là ở tạm ban chính trị trung đoàn để chờ khi nào có tân binh thì sẽ xuống làm chính trị viên một trong hai đại đội của Z6 hoặc Z5. Đó là điều mình không mong muốn. Nếu nhìn về góc độ công tác phát triển cán bộ, hôm nay mình cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình nó ra sao nữa. Tất cả đang quay tròn, chán ngán. Ngày 25 tháng 2, kể từ hôm về đây sau một ngày tắm giặt ra, còn lại 3 ngày liên tục tham gia lao động, làm nhà ăn cho ban. Ngày 26 tháng 2, ngày đầu tiên bước vào chỉnh huấn chính trị nghị quyết Trung ương Cục về quán triệt tình hình nhiệm vụ năm 1973. 1. Đánh giá thắng lợi to lớn của ta, thất bại của địch. 2. Âm mưu địch sắp tới. 3.
phương hướng nhiệm vụ chung. Trong nghị quyết có phần nói về nguyên tắc chiến lược, nắm vững mục tiêu hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, phân hóa lực lượng địch, nắm vững chiến lược tấn công, đẩy dần địch từng bước, giành thắng lợi từng phần, nắm vững bạo lực cách mạng trong tình hình mới, quan điểm bạo lực cách mạng, sẵn sàng bước qua bạo lực chính trị hy sinh đổ máu, đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị lên thành cao trào. Tối nay, đang chuẩn bị xuống đại đội 14 dự liên hoan để chia tay tị, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ mới, thì không đi được mà lên gặp phó chủ nhiệm chính trị nhận nhiệm vụ về làm chính trị hiệp lý viên trung đoàn. Như vậy, về mặt tư tưởng mà nói đã giải quyết được những bức xúc lâu nay, công việc này có nhiều bận bịu phức tạp, trực tiếp giáo dục quản lý quân nhân hạ sĩ quan và chiến sĩ của ba cơ quan tham mưu chính trị hậu cần. Tuy vậy, với những kinh nghiệm mình đã từng tích lũy được rồi sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chẳng có gì phải lo lắng, việc gì cũng vậy, với quy luật là trước lạ sau quen. Ngày mùng 2 tháng 3, hôm nay chính thức về ban tham mưu với cương vị công tác mới, những vấn đề tồn tại không thể tưởng tượng được. Bếp ăn ban tham mưu thâm hụt của năm 1972 là 52.000 ria, còn đang giải quyết chưa xong. Phần đông cán bộ chiến sĩ không muốn ở đây, nội bộ đoàn kết không tốt, nói xấu kê kích châm biếm nhau nhiều. Mình về đây, ai cũng lo cho mình. Sổ sách để lại thì ghi chép không được đầy đủ. Ví dụ, sổ sách ghi chép lai lịch quân nhân nhiều khoản mục bỏ trống hoặc ghi không đủ. Nhưng được cái là đồng chí trưởng ban hành chính tên là Hình, tính tình, nông dân mộc mạc, dễ gần. Từ nay trở đi, hai chúng ta cùng chung sức lo quản lý anh chị em ba cơ quan. Ngày 27 tháng 2 năm 1973, số anh em thương binh bệnh binh hôm nay lên đường đi an dưỡng một tháng để chuẩn bị ra Bắc. Cũng hôm nay, cán bộ chính trị và bí thư chi bộ tập trung về ban 2 học tập tài liệu về công tác chính trị năm 1973 với thời gian là 3 ngày. Một năm bắt đầu xây dựng quân đội chính quy hiện đại. Việc tăng gia, tự túc lương thực được tăng cường đáng kể. Cụ thể, công lao động mỗi người 45 ngày, còn thường xuyên được cắt ra với quân số 7% để sản xuất. Chỉ tiêu cụ thể là tự túc lương thực 4 tháng. Riêng đội tăng gia chuyên nghiệp của trung đoàn đảm nhiệm cho 1/2. Còn lại 2 tháng thì từng đơn vị phải đảm nhiệm. Rau xanh đủ ăn, thịt cá mỗi tháng là 0,5 kg cho một đầu người. Ngày 29 tháng 3, đài phát thanh đưa tin Uriwan, tên tướng Mỹ cuối cùng, đã làm lễ cuốn gói ra khỏi nước ta trong ngày hôm nay. Kể từ ngày hôm nay, đất nước ta đã hoàn toàn sạch bóng quân xâm lược. Cũng hôm nay là nhận lại được gói đồ gửi ở ban chính trị mà hôm xuống đường hồi tháng 8 năm 72, đinh ninh là đã mất hẳn rồi, mặc dầu trong đó chỉ còn lại cuốn nhật ký và tập thơ. Hai thứ đó cũng là vật bấy lâu nay mình quý nó nhất. Tối nay, nhận được thư của Đồng và Tư, bạn học cùng khóa đào tạo chính trị viên đại đội năm 1968. Cả hai đứa đều làm nghề bảo vệ. Giờ đây, Đồng về E96, Tư về E73, đơn vị mới. Tình cảm hai đứa vẫn như xưa, còn vị trí công tác của chúng nó thổ lộ, không lấy gì làm vui. Địa chỉ Đỗ Tâm Tư, thôn Phú Đông, xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Vĩnh Phú. Nguyễn Đình Đồng, xã Đồng Lạc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ngày 4 tháng 4, hôm nay đi lăng Cà Bơ để nắm và giải quyết một số vấn đề thuộc về công tác tổ chức kỷ luật để kịp thời giao cho anh em thương bệnh binh an dưỡng lên đường đi Bắc. Đi xe đạp từ lúc 9 giờ đến 17 giờ thì tới nơi. Ở đây gặp thằng Bình đang sửa xe, nó định ngủ lại ngang đường không về đơn vị trong đêm. Ngày 5 tháng 4, nắm các vấn đề và làm thủ tục giấy tờ cho anh em xong, trong đó chỉ thiếu giấy quyết định kỷ luật kéo dài đảng viên dự bị 9 tháng của Sâm và Toàn. Mình được cử đi Mi Mốt và Lăng Cà Pơ để mượn máy chữ đầu tiên cho việc thảo giấy tờ quan trọng, cùng kết hợp dựa vào đó vào thăm gia đình Tịch, nhất là ông bố Tịch. Đây là một dịp hiếm hoi có được. Đến 18 giờ chiều,
mình cùng đi với Bình tới Mi Mốt, dự tính là ngủ lại ở nhà ông bố Tịch, Nư Siêng, một buổi tối mát trời trong khung cảnh thanh bình. Sau khi uống cà phê, về nhà ngồi uống rượu với ông bố Tịch và một ông hàng xóm nữa người Campuchia, ba người ngồi quây quần trên chiếc giường đôi với đĩa thịt gà luộc, hai nải chuối và một bình tông rượu. Ba người khác nhau thuộc ba dân tộc Việt, Hoa, Campuchia. Đèn sáng đều, chuyện đều đều, về khuya vừa trang nghiêm vừa đầm ấm. Câu chuyện lúc to lúc nhỏ hướng theo tâm trạng người kể, nhất là ông bạn Campuchia, cảnh nhà gặp buồn, chuyện ba người lấy ngôn ngữ Campuchia để giao tiếp. Ngày mùng 6 tháng 4, sau một đêm thức trắng nhưng được cái không thấy mệt mỏi gì, bao suy tư khát vọng khi qua các cửa hàng cửa hiệu, ngắm nhìn bao nhiêu cô gái xinh đẹp kéo theo những mơ ước viển vông. Thế là qua một đêm ngủ ở nhà Tịch. Sáng nay mình qua nhà bố Tịch, mất nhiều thời gian giao tiếp quá, ông cụ giữ lại ăn cơm, nhưng mình vẫn bận tâm về việc liên hệ mượn máy chữ mà không mượn được. Bữa cơm sáng nay là một trong những bữa cơm có tính chất kỷ niệm sâu sắc. Một ông chưa già, hay gọi là bác, thầy thuốc tuổi 54, vui tính, khỏe mạnh và có võ. Thỉnh thoảng, trong bữa ăn, ông tạm ngừng lại, biểu diễn một số miếng võ khó. Chiều nay sau khi nấu cơm ăn sớm, mình đạp xe về trại tăng gia để chuẩn bị ngày mai về đơn vị. Chẳng biết đến bao giờ mới lại có dịp gặp bố con Tịch. Biết đâu đấy, đây chính là lần cuối cùng chăng? Một ngày trôi qua để lại trong lòng những cảm xúc gần xa lưu luyến. Ngày 14 tháng 4, làm công tác chuẩn bị hành quân chuyển cứ về khu vực Trà Thanh gần sân bay Technic. Ngày 15 tháng 4, công tác chuẩn bị hành quân đã chu đáo từ trong đêm. Cả trung đoàn bắt đầu rời khu vực Bà Đen bằng ba ngả. Đi ô tô, đi xe đạp, đi bộ. Mình thuộc diện đi xe đạp. Đường đi qua sân bay Cà Tum, đi trên lộ đỏ qua ba cái cầu. Cầu Cà Tum, cầu Bổ Túc, suối Ngô. Qua ngã ba Lộ Trắng, tới ngã ba hai cây cầy rồi rẽ trái đi hướng Tây Nam qua Lộc Ninh, đi hướng Bắc và hướng Đông. Tối nay ngủ lại khu vực lộ đỏ, cách lộ đỏ 1:30 xe đạp. Ngày 16 tháng 4, tiếp tục hành quân qua sông Sài Gòn. Đường ở đây nhỏ, khó đi, phải đi qua nhiều bãi, nhiều hố bom, gặp cây đổ ngổn ngang trên đường, có nhiều cây le. Đi được khoảng 4 tiếng xe đạp thì nghỉ lại bên một con suối nước trong, chờ mai đi tiếp. Ngày 17 tháng 4, tiếp tục hành quân. Đi được 1:30 tới lộ 13, đúng ngay vị trí chốt cũ của địch, đó là làng Văn Phú, An Phú. Đi trên lộ về hướng Lộc Ninh, chừng 3 km thì rẽ tay phải, chỗ ngã ba này là một cái chốt lớn trước đây của địch. Đường đi tiếp rẽ vào ngay trên đỉnh đồi, tầm nhìn dõi theo hướng xa rất thẳng, rồi đi theo hướng đông để về Trà Thanh. Ngày 18 tháng 4, tìm đường và gặp người dẫn đường đưa vào cứ ở. Cứ ở bên này là bờ sông bé, bờ cao cách mặt sông đến 20 m, dốc đứng, nước trong xanh, nhìn thấy đáy vì nước rất nông và còn đang mùa khô. Ven theo hai bên bờ sông lô nhô những mỏm đá xen toàn những cây lổ ô, tre nứa xanh tươi. Đất ở đây rất màu mỡ, phù hợp cho trồng trọt chăn nuôi. Dân ở đây phần đông là đồng bào thượng, nơi ở của họ cách đây 1 giờ đi bộ, nhưng giờ đây họ cũng di rời ra gần sông để làm dãy và lập làng mới. Ngày 21 tháng 4, lại di chuyển về nơi ở mới, cách đây 1 giờ đi bộ, đó là khu Trà Thanh. Nơi đây là đồn điền cao su Trà Thanh, đơn vị quán triệt tình hình nhiệm vụ mới, ưu tiên số 1 là phát dãy tăng gia để đảm bảo tự túc 4 tháng lương thực. Nhưng cụ thể là 2 tháng, còn 2 tháng là bộ phận tăng gia chuyên nghiệp của trung đoàn lo. Ưu tiên số 2 là đào hầm ngủ và hầm tác chiến. Ngày 29 tháng 4, hôm nay sang ngày thứ 9 kể từ khi chuyển quân về đây, công việc liên tục nối nhau, tranh thủ cả giờ trưa. Nương rẫy đã phát xong, nhà ở thì đang tiến hành giai đoạn hoàn tất và củng cố bổ sung.
Sự mệt mỏi ai cũng nhận thấy, nó đã ngấm sâu vào cơ thể. Độ ẩm ướt ở đây cũng cao, lác đác đã có những cơn mưa nhỏ đầu mùa, báo hiệu mùa mưa chớm bắt đầu. Ngày 4 tháng 5, xảy ra vụ tai nạn lao động làm bị thương nặng một y tá vào lúc 8 giờ 30 sáng. Lúc sáng, cậu Lai đi cưa gỗ để làm bàn và giá để đồ, không may đụng phải quả pháo bi. Điểm nổ cách chỗ ngã có 2 mét, máu chảy tràn trề loang trên ngực, tổ chức khênh gấp đi trạm xá. Khả năng không qua khỏi là khá cao. Nhớ lại cách đây 2 năm, mình đặt tay lên người thằng Kỳ bị bắn chết, viên đạn xuyên qua hai cánh tay và tim, máu loang khắp người từng mảng. Đó là vào tháng 4 năm 1971 ở khu rừng già bên Campuchia. Đêm đó mưa rất dai. Ngày mùng 6 tháng 5, đến một tuần lễ nay, chiều nào cũng có mưa, không to thì nhỏ, trút xuống khắp vùng đóng quân. Mức sinh hoạt của bộ đội từ khi về đây ngày càng thấy khó khăn. Tiêu chuẩn gạo ăn là 0,6 kg, mức này chỉ no cho người yếu sức khỏe. Thức ăn một bữa một người được 2 đến 2,5 miếng gắp cá kho tương đương đầu ngón tay cái, đủ 2 bát cơm chan canh. Canh là bí đỏ nấu loãng, các bữa giữ đều được như thế cũng là khó khăn lắm rồi. Ngày mùng 8 tháng 5, họp chi bộ xong từ lúc 21 giờ 15 phút, khi về đến nhà đã định ngủ ngay nhưng không sao ngủ được. Một mình với ngọn đèn, ngoài trời tối đen như mực, mình cùng nhà với ông Hinh, trưởng ban hành chính, sốt nằm võng suốt một ngày, không ăn gì, cơn sốt vẫn hành hạ, rên khử khử. Càng nghĩ ngợi miên man về đời riêng, càng thấy chất chồng những mất mát, thất vọng và buồn nhớ. Những cái đó nó cứ cuốn nhau theo suốt tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác, biết bao giờ có được niềm vui và hạnh phúc riêng tư. Ngày 12 tháng 5, ngày đầu bước vào đợt học tập chính trị, chỉ thị số 3 của quân ủy miền về nhận định đánh giá tình hình giữa ta và địch sau 2 tháng ký kết Hiệp định Paris. Thời gian học tập là 2 ngày do chính ủy trung đoàn lên lớp. Cũng ngày hôm nay đã đánh dấu một thời gian đối với mình, đó là nhận quyết định đề bạt từ cấp đại đội chính trị bậc phó lên đại đội trưởng chính trị. Thời gian khoảng cách hai cấp này cách nhau còn thiếu 6 ngày nữa thì vừa tròn 4 năm. 16 tháng 4 năm 1969 đến mùng 10 tháng 4 năm 1973. Quyết định này tuy có chậm nhưng cũng còn hơn là chưa có. Ngày 13 tháng 5, kết thúc học tập chính trị và nghe tiếp chỉ thị. Rèn cán luyện quân, xây dựng quân đội chính quy tương đối hiện đại. Tối nay, theo cái gần như là tục lệ trong quân đội, mỗi khi có ai được đề bạt phong cấp là tổ chức ăn khao. Vậy là mình chi ra 200 ria, tiền Campuchia, mua một gói trà và 2 hộp sữa. Sữa nấu keo đổ ra thành kẹo. Thuốc lá, mời anh em đông đủ trong tiểu ban đến chia vui. Trà lá tan cuộc từ lúc 11 giờ đến bây giờ là 12 giờ 5 phút đêm mà mình vẫn chưa ngủ được. Bật dậy ngồi viết những dòng tâm tư đưa vào kỷ niệm. 20 tháng 5, hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình 4 ngày hội nghị tổng kết chiến dịch Nguyễn Huệ mà trung đoàn tổ chức. Tối nay, tổ chức liên hoan nhẹ bằng uống trà với sữa chiên thành viên trong nội bộ tiểu ban để chia tay giá quân y sĩ và Đào quản lý cũ trước khi chuyển về hậu cần. Tối nay cũng là một trong những tối vui vẻ tế nhị nhất từ trước tới nay. Thời gian kéo dài cho đến 10 giờ 30 phút mới giải tán. Ngày mai bước vào ngày đầu trong thời gian 2 ngày đại hội mừng công, chiến sĩ thi đua và dũng sĩ toàn trung đoàn. Còn hôm nay, cách đây đúng 10 năm là ngày nhập ngũ của mình, ngày mà 43 học sinh trường cấp 3 Long Châu Sa gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhìn lại 10 năm về trước, mình vẫn còn nhớ như in tất cả từng con người, cảnh vật, nơi quê nhà, nhớ và nhớ không lúc nào nguôi. Bước đường đang đi vẫn đang nối tiếp nhau những gian khổ, hy sinh và mất mát. Từng bước ở chân ta đi là cái thước đo chiều dài những gian lao và mất mát. Ngày 24 tháng 5, hồi này
chiều nào cũng sấm chớp ì ùng, gió mây đuổi nhau, đổ mưa từng trận ngắn. Dọc bờ sông Bé đã có măng tre mọc cao đến 20-30 phân, nên việc phát rẫy tăng gia sản xuất có gặp những khó khăn, trong khi toàn trung đoàn đang quán triệt thi đua thực hiện hai khẩu hiệu lớn. Một, khí thế như Mậu Thân 1968, tiến quân vào cao trào rèn cán luyện quân, xây dựng đoàn pháo binh từng bước vững chắc lên chính quy tương đối hiện đại. Hai, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, không ngừng rèn luyện và phát huy truyền thống chân đồng vai sắt, đánh giỏi bắn trúng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 1973. Ngày 1 tháng 6, theo chỉ thị mới của trên, đoàn pháo binh ta không vay của nhà nước 2 lạng gạo nữa, mà hôm nay bắt đầu ăn 0,5 cân một ngày lương thực cho một đầu người, trong khi vụ mùa tăng gia tự túc chưa thu hoạch. Đơn vị mấy ngày nay bàn tán xôn xao nhiều mà tinh thần chỉ thị là ăn 0,5 cân, nhưng không để bộ đội đói mà phải khắc phục độn ngô khoai sắn vào. Thật là mâu thuẫn, không biết cấp trên có quan liêu hay không. Ngày 2 tháng 6, sáng nay họp liên chi bộ thông qua các nội dung tổng kết chi bộ 6 tháng đầu năm 1973 và chính thức là tới đây mình sẽ được cử đi học xa. Mọi công việc bàn giao phải sớm hoàn thành để kịp lên đường đúng thời gian quy định. Việc đó mới là tin miệng, chứ chưa hẳn đã chính thức. Tối hôm qua, đồng chí Tình cũng đã có báo như vậy, nhưng mình thấy vẫn có khả năng thay đổi. Việc đi học không biết thời gian dài hay ngắn, đào tạo chuyên sâu hay có tính chất bồi dưỡng. Chẳng rõ ra sao, nhưng tư tưởng thì rất phấn khởi. Ngày 6 tháng 6, hôm nay tiến hành đại hội chi bộ, sơ kết 6 tháng đầu năm 73 là công việc cuối cùng sau khi mình đã bàn giao công tác chuyên môn cho Thuần. Tối nay, trời mưa gió ào ào. Do hoãn họp chi bộ nên mình tiến hành công tác giao ban. Giao ban xong, mấy đứa rủ nhau nổi lửa đun nước uống trà và nấu kẹo lạc. Một bữa kẹo lạc do thằng Lởm đánh đường thật khó quên, bởi quá lửa, kẹo cứng quá và đắng ngắt. Ngày 7 tháng 6, một ngày nghỉ ngơi và tổng tắm giặt để chuẩn bị mai lên đường đi học. Trời hôm nay, về chiều, lúc le lói nắng, lúc mây đen trời đổ mưa, xen nhau dẫn đến một quang cảnh rất buồn. Ngày mai, lên đường rồi mà tâm trạng có cái gì đó rất khó nói hết cho người khác biết. Buồn chẳng rõ buồn, vui chẳng rõ vui, nhưng dù sao, mình cũng mong được nhanh chóng có mặt ở nhà trường. Còn cái hơi lo, đoạn đường đi bộ những 4-5 ngày, đường rừng núi âm u, có nhiều sông suối lại đang vào mùa mưa lũ. Tối nay, Thủ trưởng Vũ, chính ủy trung đoàn, mời trà nước tâm sự trước khi mình đi học, sau đó sang nhà trung đoàn trưởng ăn cháo gà, ở chơi đến 9:30 mới về nhà ngủ. Ngày mai đi học, đó là trường đào tạo giáo viên chính trị sơ cấp, thời gian là 6 tháng. Cùng đoàn đi có 10 người nữa là những cán bộ trung đội đi học lớp đào tạo cán bộ chính trị viên phó đại đội, còn một đồng chí đi học tài vụ. Sáng mai, theo như điện thoại báo, ăn sáng xong, ban chính trị trung đoàn làm công tác tổ chức và nghe cấp trên động viên trước khi lên đường, rồi sau đó về lấy bồng đi luôn. Đêm nay chắc sẽ khó ngủ, vì uống trà nhiều quá. Ngoài trời vẫn rả rích mưa, cứ y như mưa ngâu ở quê nhà vậy. Ngày 8 tháng 6, giờ xuất phát chậm quá, đến hơn 10 giờ mới ra được khỏi cứ. Vì số thì có mặt chậm, số thì giấy tờ phải làm lại, mãi mới tạm ổn. Đường hành quân hôm nay lại nắng quá. Bộ phận đi hôm nay tất cả là 12 người, ra đến ngã ba An Phú thì dừng lại trong cứ của một đại đội bộ binh E-205. Lúc này đã là 3 giờ chiều, cả đoàn nấu cơm ăn và ngủ lại đây để sáng mai sẽ đi tiếp. Ngày 9 tháng 6, đường đi dọc lộ 13 qua cầu Cam Lê rồi tới ngã ba Hồng Tâm, rẽ bên trái. Nơi này còn dấu tích một trận đánh lớn ta phục kích đánh địch, xe cộ cháy chỏng trơ hoang tàn trong chiến dịch Nguyễn Huệ. Đi dọc lộ 17,
tới cầu ngầm, ở đây đang bắc cầu, cách lộ 13 là 2 giờ 30 phút đi bộ. May quá, cả đoàn đi nhờ được xe ô tô. Đi xe ô tô được 1 giờ 30 phút thì ra tới lộ đỏ. Cả đoàn xuống xe, rẽ đi Minh Hòa và về Cà Tum. Đến gần tối thì tới cầu Suối Ngô. Đang tắm suối thì gặp Phong Thắng. Phong ở Cẩm Khê, Vĩnh Phú, Thắng ở Kinh Kệ, Lâm Thao. Cả hai hiện đang làm nhiệm vụ đoạn đường này, pháo cao xạ A-12 phòng không. Tối nay ngủ lại bên cầu Suối Ngô. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.